Úi dồi ôi, mẹ ơi, sao mẹ lại dùng chai sữa tắm này để lau sàn nhà? Mà có chai nước lau sàn nhà rõ ràng mà mẹ không dùng. Mẹ quên mất. Con chịu mẹ đấy, lúc nào mẹ cũng như thế thôi. Con đến chết vì tình đáng trí của mẹ mất. Mẹ rút kinh nghiệm nhá. Úi dồi mẹ ơi, sao mẹ nấu cơm như thế này có khác gì gạo không nước đâu. Nãy mẹ cắm, nhưng mẹ quên không bật nút. Qua con chả bảo mẹ mang cái này ra làm khăn lau là gì? Đấy là cái áo ở trong nhà vệ sinh chứ mà cái áo này. Không, mẹ nhớ chắc chắn con nói là cái áo này. Mẹ có biết áo này của con mua bao nhiêu tiền hay không? Mẹ cứ nhớ quên quên nên mẹ giết con đi còn hơn đi. Mẹ, mẹ xin lỗi con. Đưa đây mẹ mang đi giặt. Mẹ giặt sẽ sạch như mới mà. Thôi mẹ ơi, con xin mẹ. Bây giờ mẹ giúp con, mẹ thương con. Mẹ về quê mẹ ở đi. Chứ mẹ cứ ở với con như này, con nói thật có phát điên lên luôn ý. Mẹ, em, có chuyện gì đấy? Em phát điên lên cả với anh ấy. Mẹ, có chuyện gì đấy à? Là do mẹ. Là do mẹ. Là mẹ, do mẹ. Mẹ ngồi xuống đây. Mẹ đừng chấp cô ấy. Tại mẹ. Vợ con tính tình nóng nảy, mẹ biết mà. Sao nào? Em với mẹ có chuyện gì mà căng thẳng thế? Anh nhìn mà không biết à? Em bảo mẹ làm cái này thì mẹ làm cái kia. Em muốn phát điên lên mẹ. Mẹ có tuổi rồi, lúc nhớ lúc quên, em phải thông cảm cho mẹ chứ. Anh không muốn em bị phát điên lên đi. Anh chỉ có duy nhất một lựa chọn, hoặc là anh đưa mẹ về quê, hoặc là anh thuê một cái nhà khác cho mẹ ở, hoặc là anh tìm một người khác để chăm sóc cho mẹ. Em, mẹ ơi, mẹ xin lỗi, mẹ lên đây đã làm phiền các con nhiều. Mẹ về quê đây, mẹ chào các con. Nhạc người. Ta đi à, đi chợ dốc, tể tể ngồi ý gốc, gốc cây đa. Cuối cùng tìm được phở cuốn, chắc là mẹ mình thích lắm đây. Thôi cô áo mặc áo nâu sồng, cô lại thắt dây lưng xanh. Ôi mẹ, mẹ ơi, sao lại như này hả mẹ? Mẹ ăn cái gì đây? Con của tôi, con của tôi, con được lấy, con được lấy, mẹ ơi, lấy con của tôi. Sao lại ra nông nỗi này hả mẹ? Mẹ ơi, con đây mà. Con không quen rồi. Kia mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi, chút mẹ. Mẹ ơi, tại sao lại ra nông nỗi này hả mẹ? Không không không, tôi không quen cô, tôi không quen cô. Mình cứ xin cô đừng đuổi tôi đi nhá. Ôi mẹ xin con, mẹ xin con, đừng đuổi mẹ đi. Đừng đuổi mẹ đi nha. Con xin mẹ, con đây, con là Hương đây mà mẹ. Mẹ, con Hương đây. Con Hương đây à? Con chết đi. Ngước cả mắt. Con ơi, quần áo của mẹ đấy. Đừng vứt quần áo của mẹ. Bà đi luôn đi. Bà còn về cái nhà này làm gì nữa? Chỉ láo vừa thôi nhá. Láo gì mà láo. À, tôi biết rồi. Bà bỏ đi mấy ngày để bà gọi con gái của bà đến đây để đối phó với tôi chứ đúng không? Còn mày, mày là cái thá gì mà mày dám đứng đây để dạy đời tao? Rồi, đầu thế không biết chứ. Anh Khánh, anh dạy vợ anh kiểu gì để cho vợ anh bắt nạt mẹ như thế ạ? Mày tốt đẹp hơn tao chắc. Mày xem, mày đối xử với mẹ chồng mày thế nào? Có tốt không? Chị cái gì mà chị? Nếu mẹ cô là mất mấy cây vàng của cô thì cô nghĩ như thế nào? Chuyện vàng là chuyện gì? Anh Khánh, có chuyện gì đấy? Tôi lạy hai bà đấy, hai bà im đi cho tôi nhờ. Cứ để cho bà cụ về quê, em chuyện chứ làm sao. Anh nói thế mà anh nghe được à? Mẹ đẻ có đúng hai anh em mình thôi, cả hai đều ở trên này. Anh bảo mẹ về quê, ai là người chăm mẹ hả? Anh thừa biết mẹ bị bệnh đặng trí. Anh là con trai của mẹ, anh không bảo vệ mẹ thì thôi.
mẹ chẳng biết gì cả. Lúc anh chị đi vắng, mẹ thấy một đống quần áo cũ, mẹ cũng không biết ở trong cái có vàng có gì cả. Mẹ đã đem mẹ vứt vào cái xe rác. Ôi giời ơi, mày thấy chưa? Mẹ mày vứt vàng của tao đi đấy. Mấy cây vàng, ôi giời ơi, vốn liếng của tôi. Thôi đi. Anh Khánh, mẹ có làm mất có phải do mẹ muốn đâu. Đấy là do mẹ bị bệnh đấy chứ. Anh là con trai của mẹ, anh phải bảo vệ mẹ chứ. Anh để cho vợ anh trèo đầu cưỡi cổ mẹ như thế ạ? Mày im mồm đi. Mày định dạy đời ai đấy hả? Mày có tốt đẹp gì hơn nó không mà mày định dạy đời tao? Tao còn chả dạy được mày, nói gì là dạy nó. Được, nếu như anh muốn, tôi sẽ đưa mẹ về nhà tôi ở. Đi đi, mày cút đi, hai mẹ con mày cút luôn đi. Con ơi. Còn cái mặt anh ấy, ngày nào cũng rượu rượu, có sông rượu rồi đây. Mày là vợ tao hay mày là mẹ tao đấy? Như thế nào? Mày đi làm gì? Ngon đấy, ngon quá cơ. Mày tốt đẹp hơn tao chắc. Mày xem mày đối xử với mẹ chồng mày thế nào, có tốt không? Mày có tốt đẹp gì hơn nó không? À, tao còn chả dạy được mày, nói gì là dạy nó. Hương, Hương. Dạ. Con sao thế? Con không sao ạ. Alo, em đây ạ. Anh đã về đến quê chưa? Mẹ chưa về á? Vâng, vâng em biết rồi ạ. Dạ. Mẹ ơi, mẹ ở nhà nhá. Con đi tìm mẹ chồng con đây. Con có tội bà ấy quá. Con xin phép. Đi ạ. Sao nhỉ? Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ ơi. Con đây. Chị là ai? Con là con dâu của mẹ đây ạ. Con dâu? Tôi không có con dâu. Tôi không có con dâu. Mẹ không nhớ cũng được. Mẹ quên hết cũng được. Những chuyện trước kia mẹ đừng nhớ lại nữa nhá. Con hứa với mẹ, từ bây giờ con sẽ là con dâu ngoan của mẹ. Con sẽ không bất hiếu với mẹ nữa đâu. Đừng khóc. Đừng khóc nhá. Cô cho tôi về nhà cô ở cùng nhá. Con xin lỗi mẹ. Con xin lỗi. Đừng khóc nữa nhá. Đừng khóc nữa.